Rồi tiếp theo là một con ẹt màu CGV. Con này Movita. Con này đăng ký cuối 2016. Cuối 2016, biển số 79. Vinh X thì lâu lâu mới có, nhưng mà con này thực ra về nó rất là mới luôn. Nó mới đi có mấy trăm coi thôi, nhưng mà con này bán với giá là 41 triệu. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu với anh chị và các bạn rất là nhiều dòng xe luôn. Đó là Ad 150 cũng như Winner vừa về. Thì mình sẽ lướt sơ qua cho quý anh chị và các bạn cùng xem á. Thì Ad thì cũng có rất là nhiều phiên bản luôn, và cũng có rất là nhiều màu, từ màu đen nhám, màu đỏ trắng, màu xanh, nhiều lắm. Và một số dòng như mô tô rồi nữa. Thì mình sẽ lướt sơ qua cho quý anh chị và các bạn, và sau đó mình sẽ quay chi tiết từng con cho các bạn ha. Thì anh chị nào muốn mua xe thì quý anh chị liên hệ với cái địa chỉ và số điện thoại mình để bên dưới. Số điện thoại là 0964711525. Và đồng thời ở đây cũng có trả góp, thì các bạn chuẩn bị các hồ sơ. Hồ sơ thì thường mình nêu rồi đó, thì ba đối tượng mà ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai cũng như là Bình Dương, thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị chứng minh nhân dân, hộ khẩu gốc cộng với phiếu điện hoặc phiếu nước. Thì lãi suất ở đây tầm 1.6 tới 1.9. Rồi đối với những cái bạn mà ở các tỉnh xa thì các bạn cũng chuẩn bị chứng minh nhân dân, hộ khẩu cộng với hợp đồng lao động cộng với bản lương sao kê 3 tháng có công chứng nha các bạn. Rồi thì mình nếu mà có bảo hiểm y tế thì cũng mang theo luôn. Thì để ở mục đích ở đây khi mà đòi đủ hồ sơ thì cái lãi suất của mình nó sẽ thấp hơn so với cái mà lãi suất quy định ban đầu đó các bạn. Nếu mà thường quy định là hồ sơ của nó tầm 1.6 tới 1.9 là đủ hồ sơ, đủ hết tất cả hồ sơ. Còn nếu bạn không có mà trong cái giới hạn cho phép được vay á, thì có lẽ là lãi suất nó hơi sẽ cao hơn. Ở đây là mình giới thiệu chân thật cho các bạn á. Thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết từng con giá của nó ha. Ok, thì đây thì mình giới thiệu cái con mình vừa bán luôn ạ. Con này giá 27 triệu 9. 27 triệu 9, đời bao nhiêu chị? Con này đời 2016 em. Đời 2016 màu đỏ đen nha. Thì rất là nhiều anh chị nói là xe thì gọi là các bạn cứ nghĩ là đăng lên không có bán được hay sao mà quay màu giống nhau. Và mình nói thẳng cho các bạn luôn á, những cái con xe cùng màu như thế này con nó có sẽ có cái mức giá khác nhau. Bởi vì nè các bạn nhìn đây, cũng cái màu đỏ đen như này thì 27 triệu 900, nhưng mà qua cái con này thì 28 triệu 500. Bởi vì như nào, nếu mà các bạn xem, nếu mà xem không kỹ trên video các bạn cứ nói là nó giống nhau, xe cũng tuần trước tuần sau gì giống nhau hết, nhưng mà không phải đâu nha các bạn. Bởi vì xe khác nhau thì giá nó xe khác nhau, thì mình quay chi tiết. Còn những cái bạn mà thường ít xem á, ít xem gần như không có cập nhật á, thì sẽ không có hiểu rõ và con nào mới về, con nào cũ, con nào mới. Ok, thì cái con đầu tiên thì giá là 27 triệu 900. Rồi tiếp theo là cái con màu đỏ đen tiếp này các bạn. Con này giá 28 triệu. 28 triệu 500. Đời bao nhiêu chị? Cũng 26 à? 26, biển số là 37 nha các bạn. Thì ở đây ngoài ra rút hồ sơ cũng như là sang tên chính chủ thì được hết nha các bạn. Đây con này bán à? Xe này vừa mới bán hôm nay. À, con này bán rồi luôn các bạn. Đó, bán rất là nhiều luôn chứ không phải là con này không bán rồi này. Con này cũng bán rồi nè, màu trắng đỏ nè. Con đó các bạn nhìn đây, nhiều anh em quay mình quay á, các bạn coi thì các bạn tranh thủ á, mình có thời gian thì mình sắp xếp đến cửa hàng mình mua. Bởi vì xe thì nhiều về đẹp thì nhiều lúc các bạn tới nó sẽ bán mất. Còn nhiều con xe trên đường tới thì về á, thì các bạn chưa có xe, chưa về cửa hàng, thì mình cứ mới làm mình cập nhật cho các bạn thường xuyên. Như con này cũng đã bán rồi nè, con này cũng khá là đẹp, mâm đôi luôn. Con này như bữa mình bán nhiêu chị? Con này hôm bán 30.5 các bạn. Rồi tiếp theo đây, còn lại con đen nhám này. Con này giá 31 triệu 9. Đen nhám 31 triệu 9. Biển số 94 Bạc Liêu. Biển số 94 Bạc Liêu, thì mình nhớ không nhầm thì có quý anh chị và các bạn cũng hỏi mình có biển số 94 hay không. Thì đây hôm nay thì lại có biển số 94 rồi. Con này là đi bao nhiêu ngàn km đây? Con này chạy 23.000. 23.000 các bạn. 23.000, giá của nó là 31 triệu. Con này đúng là đen nhám. Con này đen nhám, đúng chính xác đen nhám. Cái kia bên kia là đen mờ.
31.900 nha các bạn. Thì ở đây cũng có dịch vụ trả góp đó, thì mình nhắc lại một lần nữa, thì quý anh chị nào thì mình chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thì mình sẽ trả góp thôi, mình trả tầm 7-80 triệu thôi đối với những xe mà tầm 27-30 đó, còn ngân hàng hỗ trợ cao nhất chỉ có 30 triệu thôi, phần còn lại mình sẽ trả hết đó. Rồi tiếp theo là con Benelli giá 25.500.000, 25.500.000 nha các bạn. Xe biển số thành phố, nó biển thành phố thì cực đẹp luôn, còn đúng duy nhất một chiếc thôi đó. Thì ngoài ra bán luôn à? Nhìn đó thì sai chia, nhưng mà sai chia vừa bán rồi các bạn, sai chia cũng bán luôn rồi. Con này Sonic, con này giá 48.800.000. Sonic là 48.800.000 nha các bạn. Đó, quý chị và các bạn nào mua thì các bạn cứ liên hệ đời 2018, con này đi 6.000 nha các bạn. Biển số 61 thì các bạn mua thì rút hồ sơ thôi, thì hồ sơ nó chỉ còn tầm 300 hả chị? Con này á? Con này nếu mà khách nào mà muốn công chứng thì mình sẽ vào công chứng, còn nếu mà qua dịch vụ mình vẫn phải trả từ 800 cho đến 1 triệu. 800 tới 1 triệu. Đó là con này nha các bạn. Rồi, đây là cái con GSX. Con này giá là 47 triệu nha các bạn. 47 triệu. Biển số đâu chị? Biển số 62 Long An. 62 Long An. Rồi tiếp theo là con GSX tiếp. Con này là biển số 47, đăng ký 2018. 47/2018. Giá là 52 triệu. Giá 52 triệu 500. Thì quý anh chị nào muốn mua mô tô thì ở đây cũng có vài chiếc như thế. Rồi tiếp theo là cái con R15V3. Con này là 28 luôn anh chị. Đúng rồi, con này. Giá là 62 triệu. Rồi Benelli, con này là Benelli 251. 45 triệu nha các bạn. Rồi tiếp theo là cái con R15 V3 đời 2018, con này đi 2.000 km thì 63 triệu 9. Đã bao hồ sơ chưa chị? Chưa em. Chưa bao hồ sơ. Thường nó 1.3 triệu nhưng mà giá xe còn có bớt nha. Giá xe còn có bớt thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ tới liên hệ thì chủ con xe bớt cho các bạn thôi. Rồi tiếp theo một con S2019 các bạn, phiên bản đen mờ. Con này chạy gần 2.000 nhé. Con này chạy 1.900. Biển số đâu chị? Biển số 7 An Giang em. Số 7 An Giang. Giá này nhiêu vậy? Nói chung là đầy đủ giấy tờ. 38.500. Thì nếu mà ngân hàng, nếu mà các bạn có điều kiện mà check thành công ngân hàng thì các bạn sẽ vay được 30 triệu. Tối đa là 30 triệu. Còn phần còn lại mình sẽ trả hết nha. Rồi cũng chiếc Vinner X này bán rồi. Hôm nay thì Vinner X thì lâu lâu mới có, nhưng mà con này thực ra về nó rất là mới luôn. Nó mới đi có mấy trăm cây thôi, nhưng mà con này bán với giá là 41 triệu đúng không chị? 41 triệu Vinner X. Hơi bị tiếc đó các bạn. Nếu mà ai mua xe mới thì hơi bị tiếc đó. 41 triệu rất là rẻ luôn so với cái xe như này. Rồi tiếp theo là mình muốn giới thiệu quý anh chị và các bạn, đó là một con trắng đỏ. Con này biển số đâu chị? Con này biển số 94 em. 94, đời 2019, giá của nó là 38 triệu nha các bạn. Rồi, tiếp theo là một con màu xám vàng. Cái màu này đẹp này. Mới kinh. Con này là cuối 2017. 2017. Giá 36 triệu 5 em. 36 triệu 500. Con này sang tuần là có hồ sơ. Con này đang rút hồ sơ là 36 triệu 500 là bao hồ sơ luôn hả chị? Hồ sơ 1 triệu, nếu mà hồ sơ là 1 triệu thì con này quý anh chị và các bạn mua thì chỉ bấm số thôi. Rồi tiếp theo là con SI mà lên dàn áo mệt nha các bạn, giá của nó là 32 triệu. Xe 2018. 2018, con nó đi khoảng nhiêu chị? 6.000 nha các bạn. Rồi cũng là một cái con tiếp này. Tại vì mình nói rõ là ở cửa hàng này là chuyên về tay côn, những cái dòng ví dụ như S135, S150, Vinner. Thì nếu mà các bạn muốn chơi cái dòng tay côn á thì các bạn cứ liên hệ ở đây. Mình đảm bảo với các bạn, nếu mà trên cái đất Bình Dương này á thì nghĩ là dòng tay côn thì sẽ không có cái tiệm nào qua cái tiệm này đâu. Mình đã giới thiệu rất là nhiều và nhiều anh em đã tới mua ở đây, và cũng có thể là gặp mình rất là nhiều. Nhiều anh em cần tư vấn thì mua tay côn ở đâu anh? Nhiều lúc mình trả lời mình chết, tại vì số lượng tin nhắn nó chung lên cả ngàn thì mình chết một ngày, mình chết tối đa là chắc vài trăm thôi, chứ mình không chết hết được đâu, mà ngày nào cũng có gửi cả. Nên các bạn cứ yên tâm, các bạn cần liên hệ thì cứ
cứ liên hệ cho với mình á, mình sẽ hỗ trợ các bạn á. Con này giá là 28.800, màu trắng đỏ đời nhiêu chị? Cuối 2016 nha các bạn. Rồi tiếp theo là một con ẹt màu CRV. Con này Movita, con này đăng ký cuối 2016, cuối 2016, biển số 79. Con này giá 30 triệu. Giá 30 triệu nha các bạn. Màu này là một trong những màu rất là chuộng luôn. Nhiều anh em rất là thích. Con này là còn mới cứng này. Đẹp. Con này nó lên kem sơn đúng màu nha. Dạ. Con này cũng cũng đỏ đen hả? 2017 83 sóc trăng, con này là 31 triệu. Đó, cái màu tem sơn các bạn nhìn đi, tem sơn đẹp lắm, cực ngầu luôn á. Rồi thì màu con đen nhám thì chỉ còn con bán luôn rồi. Thì đen nhám thì thật ra nó chỉ còn sáng dạ. Chủ nhật á, anh em tới coi sớm là lấy à. Dạ. Chỉ có nhiêu ta? 3 chiếc đen nhám mà hiện tại thì chỉ còn duy nhất một chiếc thôi. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua đen nhám thì liên hệ. Tại vì cái hàng đen nhám này nó không có nằm lại ở cửa hàng nhanh đâu, lâu đâu, nó sẽ đi rất là nhanh luôn, khi về là đi thôi. Rồi tiếp tục là một cái con màu đen mà màu đỏ xám à. Con này giá 29 triệu. Biển số 83 nha các bạn. Nhìn Ken như chiếc xe mới luôn. Winner này giá là 29 triệu nha các bạn. Rồi thì ad để lỡ mình để làm hết ad luôn rồi qua Winner đi chị. Còn mấy chiếc ad nữa làm luôn. Đây tiếp theo mình giới thiệu luôn, sẵn lô ad mình làm luôn cho các bạn. Đây là cũng con màu xanh CGV phiên bản Mobita. Con này lên ốc Titan mà đẹp. Con này mà đầu bao nhiêu chị? 2016 giá 30 triệu, nhìn mới cứng luôn. Con này còn bọc keo nha các bạn. Dán keo. Đẹp. 30 triệu. Nhìn rất là chắc luôn. Rồi, tiếp theo là một cái con ad tiếp theo này, ad cuối cùng trong cái lô này. Cũng màu CGV luôn. À, con này đời nhiêu chị? Cuối 2016. Giá con này chỉ 28.600.000 thôi các bạn. Nếu các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ liên hệ gấp á. Thì địa chỉ và số điện thoại mình để bên dưới. Địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Dị An, Bình Dương. Và số điện thoại là 0964711525. À, đó. Thì mình vừa lướt cho các bạn về cái lô ẹt cũng như mô tô. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục là quay về Winner ha các bạn.